Đến trưa nay ngày 3 tháng 11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa gần 100 người liên quan đến việc sử dụng chất ma túy trong các quán bar, karaoke về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo trên 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh gồm quán bar G9, quán Coco Beer và quán karaoke The Bell đều nằm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 quán trên có hàng trăm thanh niên nam nữ đang nhảy múa điên cuồng. Trong đó có nhiều thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, bình bơm khí bóng cười, hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Sau khi test kiểm tra, cả 3 quán trên có 88 thanh niên dương tính với chất ma túy. Cũng trong đêm, lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng Minh Tuấn, 24 tuổi, ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, là người cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên. Đồng thời bắt khẩn cấp Cao Xuân Phú, 25 tuổi, ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, khi Phú vừa có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán karaoke The Bell.